Đây thì trước mặt các bác đây là cấu hình tổng máy chi tiết này. Đấy, em sẽ quay qua một chút về cái bộ dàn này nhá. Đấy, súp hơi 40. Con đẩy này là không bật đâu nhé con nhá. Con này là không dùng, để tạm vào đây thôi. Đấy, loa đây. Cái dòng này dòng là chuyên karaoke rồi. Một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Dòng này là Aga Sound của series AX. Con này là AX110 nhé. Và sơn đen. Khá là đẹp. Đấy, sơn lại rồi các bác. Đấy. Bác 25. Đấy thì trước tiên là đến với con đẩy này. Đấy. Con đẩy này thì em nói luôn là nó bị một cái lỗi nhỏ nhỉ, là nó cái đèn kênh 1 này là nó không nháy, chỉ có nháy được hai cái đèn kênh 2-3 đây. Đấy, và giá đang bán là 6 triệu. Tuy nhiên là cái lỗi này sẽ giảm cho các bác còn 1 triệu. Đấy, giảm 1 triệu nhá, còn 5 triệu. Đấy, và đi theo bộ giá rất là tốt rồi, 5 triệu giảm này 1 triệu để bù vào cái lỗi đèn nó không nháy. Tuy nhiên là cái này nó không ảnh hưởng nhá, còn hai bên nó sẽ vẫn kêu đều nhau, vẫn rất là đều nhau nhá, chỉ có mỗi cái là đèn nó không chớp rồi. Đấy thì giảm ngay cho các bác 1 triệu với cái lỗi này. Đấy, còn đẩy ba kênh thì nói luôn là nó sẽ, con này là hàng bãi lắc này, và nó sẽ rất là phù hợp cho các bác chơi trong gia đình mà kết hợp thêm súp. Đấy, là sẽ có thể chơi được súp hơi, là một kênh ta đánh súp hơi, hai kênh ta đánh full thì rất là hợp, rất là gọn luôn, rất tiện dụng. Nó chỉ cần một con này là vừa chơi được full vừa chơi được súp rồi. Đấy, hai kênh này nó rơi vào khoảng 600W, chơi loa 325 này rất là căng. Còn kênh 3 này, kênh 3 này là 800, chơi rất là tốt những cái dòng súp từ 40, từ 22 cũng 100 nhé. Và chỉ ở đây có một cái con súp hơi BMC này, súp hơi logo con vịt này, có mỗi một quả này, còn mỗi một quả các bạn. Con này thì cũng đẹp rồi, long lanh rồi. Anh các bác xem súp hơi thùng đều là 40 đây, con TD cũng là 40, mà con súp hơi nó to hơn rất là nhiều. Đấy, và nó cho cái tiếng chậm rất là sâu, nghe rất là hay các bạn. Con này thì là mặt nhôm phay xước màu trắng. Đấy, ở đây sẽ có cái ô thoáng. Đó. Và trong cấu hình này thì em sẽ sử dụng lấy tín hiệu súp là từ trên con vang nhé. Con vang này nó có cả đường ra cho center và súp, cho nên là rất là tiện các bạn. Mỗi cái là nó không có reverter, còn là đầy đủ các tính năng cao cấp như là cổng quang bluetooth nó sẽ có đủ. Đấy. Và riêng con này thì echo rất là hay, echo kép hay và dẻo như trên những cái dòng âm ly. Còn về cái độ tiện lợi, độ sử dụng rất là dễ dàng này. Echo, mic tone rất là dễ chỉnh này. Băng cơ nó có một cái ưu điểm rất là dễ chỉnh, và nếu mà các bác mà chỉnh tốt được băng cơ thì đôi khi nó còn hay hơn là những cái băng số mà các bác không biết gì về chỉnh băng số, thì băng cơ nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Con này thì là nhôm phay màu đen, khá là đẹp. Ba cái lỗ mic đằng trước và ba lỗ mic đằng sau, hai cái volume cơ bản này, và đi kèm với cái bộ này thì sẽ là một bộ mic của trường phái là mic âm tiếng, mic đầm tiếng nhá, mic Misao M5+. Con này thì là hàng chính hãng của Misao, thiết kế khá là đẹp, mặt là mica đen bóng này, hai cái màn hình. Con này thì phải nói là cái tay mic của nó rất là chất lượng, các bạn xem này, từ cái nước sơn cho đến nơi thiết kế rất là đẹp. Đấy, và cầm rất là nặng luôn. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ. Echo cứ phải gọi là dẻo như kẹo kéo các bạn. Đấy, còn cái dòng mic này thì tiếng nó cho ra rất là ấm và rất đủ dài. Dòng Mi Sao mà 5+ này thiết kế rất là đẹp. Các tính năng như là đầy đủ như là cả bên gia tốc này, tự ngắt dò sóng sạch nó đều có hết nhá. Dòng này thì được bảo hành chính hãng 1 năm, con vang này cũng là bảo hành chính hãng 1 năm, hai con này là hàng mới, con này là hàng bãi. Đấy, bây giờ sẽ test một chút về chất âm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng này hát karaoke rất là tuyệt vời các bạn. Đấy, trong không gian này 30x5m², rất là hay. Chờ đến bao giờ để anh dần thêm giấc mơ? Còn mình hát rất là hay các bạn. Và đi kèm theo bộ này nhà có các bác một bộ pin sạc nhé. Các bác về các bác sử dụng lắp vào micro cho nó chất lượng. Bây giờ sẽ đến một lần phần test micro. Các bạn đợi chút để em chọn một bài karaoke. Đấy, bây giờ em sẽ ngồi rất là gần loa này để cho các bác thấy được sự trung úng rất là tuyệt vời của con gà này. Chờ em chờ đến bao giờ? Rất là bình dân, cấu hình vừa súp hơi 40, vừa full, rất là chất lượng đến từ Aga Sao, đẩy 3 kênh và cơ mic không dây, chọn bộ 23 triệu, rất là tuyệt vời. Con nào có nhu cầu tham khảo những bộ đàn karaoke dành cho gia đình thì cứ chủ động liên hệ vào Zalo 0333 527 331, em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Xin chào toàn thể các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.